được nữa thì anh vừa không nghe rõ em nói gì không? Bán vàng lãi được nửa tỷ rồi chồng ơi. Nửa tỷ? Đi đi đi, đi vào trong nhà đếm tiền. Mà vàng ở đâu ra đấy? Thôi kệ đi, kệ đi, kệ đi. Ôi, ôi tiền của anh. Tiền của em mà, tiền của anh hồi nào? Trời ơi, của em hết. Này, nói cho anh nghe đi, từ bao giờ mà em giấu anh tích chữ vàng? Thì vàng này là vàng em mua từ hồi còn chưa lấy chồng cơ. Nhưng mà em cứ gửi ở két nhà mẹ, cả mẹ cũng chưa nói. Mẹ không cho nói chỉ vì một lý do thôi, không tin tưởng anh. Không phải, mà em biết thừa tính anh. Anh mà biết em có tiền thế nào anh cũng bảo cho anh một ít để anh đi đầu tư. Mà vàng này là để em tiết kiệm phòng thân, có bao giờ đụng đến đâu. Mà bây giờ em cũng nói cho anh biết rồi còn gì nữa. Thì đằng nào bây giờ em cũng nói cho anh biết rồi, cho anh xin một khoản nhỏ, anh đi đầu tư nhá, để anh gỡ lại khoản hôm trước. Không được. Chỗ tiền này một phần em sẽ đem biếu bố mẹ hai bên, còn một phần thì em sẽ gửi tiết kiệm, và phần còn lại thì em sẽ đợi khi nào mà vàng hạ giá em sẽ mua tiếp. Thế còn anh? Tiền của em mà, tiền của anh đâu, anh đừng có mà xí xớn. Ôi, vợ yêu của anh, cho anh xin một khoản nhỏ anh đi đầu tư nhá. Không. Em, thôi cho anh một xin một ít thôi. Không. Một phần mười cũng được. Không. Không thì một góc nhỏ thôi. Không là không. Đi. Không. Đi mà. Em bé ơi. Em bé. Sao đấy? Em tưởng bây giờ anh đang ở nhà với vợ với cả tiền của anh, đến đây làm gì? Trời ơi, đúng là người đẹp có khác. Rồi cũng đẹp cơ. Đúng là trà vẫn nhanh. Không phải nịnh hót. Anh về nhà với vợ với đống tiền của anh đi. Thôi anh xin em đấy. Chẳng qua là tình thế lúc sáng nó cấp bách quá. Con vợ anh nó về bất ngờ như thế anh biết làm nào. Mà anh làm tất cả những việc đấy cũng chỉ để bảo vệ em thôi. Lúc sáng còn bỏ mặc em ở ngoài cơ mà. Làm em tốn một đống tiền đi taxi về. Anh phải đền bù cho em đi. Rồi rồi rồi, chắc chắn là anh phải đền bù cho em nhé. Con vợ anh nó mới bán vàng được nửa tỷ đấy. Anh sẽ bòn rút số tiền đấy để bù đắp lên người em. Thế anh rút lõi được bao nhiêu rồi? Chưa được đồng nào cả. Thì con vợ anh nó cũng rắn mà, nói gãy cả lưỡi nó có cho đồng nào đâu. Thì bây giờ anh nịnh không cho thì anh phải hành động chứ. Thế để anh hành động với em trước, rồi về nhà ấy, anh hành động với đống tiền sau. Cửa bừa bộn này. Anh lục lọi gì đấy? Đừng nói với em là anh tìm chỗ tiền bán vàng trước nhá. Không, em bảo không cho rồi thì thôi, anh tham của em làm gì? Anh phải biết tôn trọng em chứ. Mà này, em nói như thế là em đang không tôn trọng anh đấy. Anh vừa về nhà đã thấy nhà bừa thế này rồi, anh có đang nhìn để có trộm? Có trộm á? Em xem vàng hôm trước giấu ở đâu, xem còn không, nhanh lên. Hóa ra là nó cất dưới gầm giường. May quá, vẫn còn nguyên si. Mà có khi em phải gửi ra ngân hàng đây. Ấy. Chứ để này nguy hiểm lắm. Không. Dạo này em không tìm hiểu mạng xã hội đúng không? Dạo này ngân hàng nhiễu loạn lắm, toàn phốt thôi. Anh nghĩ thế không ổn đâu. Tốt nhất là để mua cho em cái két sắt. Nghe hợp lý đấy nhở. Đúng là có duyên tiền định đấy.
cách xa bao lâu thì vẫn quay trở về với nhau. Ai? Ôi. Thằng nào đây? Anh ơi, đây là thợ phun thuốc diệt dán. Nhà mình nhiều dán quá nên em bảo anh ấy đến phun thuốc diệt dán. Đừng có mà bốc phét. Thợ diệt dán, mặt thì trắng bóc, quần áo bảo hộ không có, bình xịt cũng không. Thích diệt dán không? Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đã. Tôi là chủ, cậu ấy là nhân viên của tôi. Cậu ấy về trước rồi. À mà chị này, số tài khoản tôi gửi cho chị rồi đấy. Chị cứ chuyển tiền vào số tài khoản của tôi. Chào anh chị. Anh ạ, dở cái sói, em bẩn cái thỉu ra đây à? Thì làm sao? Người ta yêu người ta không ghen được hả? Được. Mà anh lấy được tiền chưa? Chưa. Anh tìm được chỗ rồi mà chưa có cách để lấy. Em có cách đấy. Nói nghe thử. Bây giờ em sẽ giả vờ là thợ diệt vun rán, xong đến nhà của anh và lấy lý do công việc nên em sẽ ở lại phòng một mình. Anh thấy thế nào? Ngoại quá được luôn ý chứ. Này, em không những là có vẻ đẹp về thể xác, em còn có vẻ đẹp trí thức nữa anh ạ. À, thôi được rồi, bây giờ anh sẽ thưởng cho em một bữa ăn thật ngon. Rồi ngày mai mình chuyển luôn nhỉ? Không là con vợ anh nó tẩu toán tiền mất là mất luôn này. Đi. À, đây là nhân viên phun thuốc diệt dán. Tại vì dạo này anh thấy nhà mình nhiều dán lắm, ngủ cứ bị ngứa người, khó chịu lắm, chả ngon gì cả. Cái gì nhở, dạo này lại quan tâm đến gia đình đấy. Nhưng mà thôi, thế càng tốt. Bây giờ là em chuẩn bị làm rồi nên em mời hai anh chị ra ngoài kia ngồi chờ. Sao phải ra ngoài á? Tất nhiên rồi ạ, để đảm bảo sức khỏe cho hai anh chị thì hai anh chị phải ra ngoài chứ. Bên em là đơn vị làm việc chuyên nghiệp, làm bao nhiêu năm nay rồi nên là chị yên tâm về uy tín. Còn nếu mà chị cảm thấy mà không an tâm ấy thì chị cứ kiểm tra đồ trước khi đi, chị ra ngoài. Thôi được rồi, em nói thế chị cũng yên tâm rồi, nên là trông em cũng uy tín mà. Thôi đi ra ngoài đi. Tình yêu đâu rồi? Tiền đâu rồi? Sao nhà lại trống trơn không ai thế này? Con trả đâu? Alo, Trà. Tôi là chủ nhà căn hộ 555 đây. Anh xem, cô Trà dọn đi rồi. Thế mấy hôm nữa anh sắp xếp qua để làm thanh lý hợp đồng nhá. Dọn đi á? Nó dọn đi đâu? Dọn đi đâu? Ôi kìa, tôi biết làm sao được mà anh to tiếng với tôi. Tôi chỉ biết anh là người đứng tên căn hộ này, vậy nên có vấn đề gì thì tôi gọi cho anh. Thế nhá, thu xếp thời gian thì mấy hôm nữa gặp lại. Còn khốn nạn nữa. Em xin nghỉ làm rồi. Bây giờ mình cũng đã có tiền rồi. Mình sẽ đầu tư làm ăn một cái gì đó. Rồi mình sẽ trở thành chủ đúng không anh? Được như rồi em yêu. Chúng mày giỏi lắm. Tao tìm chúng mày mấy hôm nay không thấy đâu. Hai con... Mày trốn bố mày nữa xem nào. Còn thằng danh con này, chúng mày cặp kè nhau từ bao giờ? Từ cái hôm mà đến xịt dán đúng không? Đúng là thằng đần. Tao với cả anh Phiêu đây yêu nhau từ lâu rồi. Còn tao cặp kè với cái loại có vợ như mày cũng chỉ vì tiền thôi. Chứ để yêu thương thật lòng thì phải yêu một người vừa đẹp trai vừa độc thân như anh Phiêu đấy chứ. Mày, tao lấy tiền của mày đủ rồi. Bây giờ tao phải đá mày. Anh à. Mày không được đi. Trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao. Mày bỏ mua ra. Tao nói cho mày nghe này, bắc thang lên hỏi ông trời. Lấy tiền cho gái có đòi được không? Ngu thì 4 triệu đi. Em làm về rồi à?
Em đi vào thay đồ đi, xong ra ăn cơm. Hôm nay nấu toàn món em thích thôi. Xong rồi hai vợ chồng mình đi xem phim để hâm nóng tình cảm nhá. Sao tự dưng hôm nay anh lại... Thì anh nghĩ thông rồi. Thời gian qua anh cứ mải mê công việc và bỏ rơi em. Bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em. Công việc gạt qua một bên. Anh thì làm gì có việc gì ngoài việc ngoại tình? Em nói tiếp là sao? Là tôi muốn ly hôn. Tôi không thích chung trả. Này cô Linh, cô có biết là mấy giờ đêm rồi không? Đêm hôm mà hai vợ chồng cô còn đánh vần á ớ như thế thì ai mà ngủ nổi? Hôm nay mình làm tăng ca, ở lại qua đêm ở công ty. Sao lại có chuyện có tiếng phụ nữ ú ớ phát ra từ nhà mình chứ? Chắc không phải như mình nghĩ đâu. Chồng chị đang qua lại với một cô gái tên là Trà. Đã rất nhiều lần chồng chị dắt cô ta về nhà trong khi chị đi vắng. Thông tin và các mối quan hệ của Trà tôi đã thu thập và gửi vào mail của chị rồi. Chào chị. Chị gặp tôi à? Chào anh. Anh là Phil, người yêu cũ của Trà đúng không? Đấy. Sao chị biết? Chị là ai? Chị đến gặp tôi có việc gì? Trà hiện tại là nhân tình của chồng tôi. Và tôi đã tìm hiểu thông tin về Trà thì biết được anh chính là người yêu cũ của Trà. Đúng không? Thì sao? Liên quan gì đến chị? Tôi biết là anh vẫn hận Trà bởi vì cô ta đã cắm sừng anh. Anh thì muốn trả thù Trà, còn tôi thì muốn trả thù chồng tôi. Vậy nên anh hãy giúp đỡ tôi đi. Và đương nhiên là sau đó thì tôi sẽ cảm ơn anh bằng một số tiền đủ để anh trả hết nợ đấy. Thế tôi phải làm gì? Nói đi. Anh chỉ cần tán tỉnh và quyến rũ lại Trà để cô ta quay trở lại yêu anh. Lúc đó cô ta sẽ vừa yêu anh vừa yêu chồng tôi, bởi vì cô ta vẫn cần bón rút tiền từ chồng tôi mà. Nghe kế hoạch của cô cũng hay đấy nhỉ. Mà tôi vẫn không hiểu là tại sao cô đã phát hiện ra chồng của cô ngoại tình rồi. Cũng đầy đủ bằng chứng rồi, sao cô không đá quách anh ta đi? Cô còn đến tìm gặp tôi làm gì? Như thế thì đơn giản quá. Tôi muốn anh ta phải nếm trải cảm giác bị phản bội. Mà không những bị phản bội, còn phải là mất hết cơ. Hóa ra là em lừa anh. Anh lừa tôi được thì tôi cũng lừa anh được thôi. Mà tôi nói cho anh một sự thật nhá. Thật ra thì số tiền hôm trước không phải tiền tôi bán vàng đâu. Chẳng có vàng bạc gì ở đây cả. Em nói thế là sao? Đấy là tiền mà tôi bán một số tài sản chung của tôi và anh. Chứ anh nghĩ sao tôi ngu đến mức để tiền ở trong thùng giấy, xong lại giấu dưới gầm giường, rồi lại cho nhân viên xịt dán ở trong phòng một mình á? À, nhưng mà tôi cũng chia cho anh một nửa rồi nhá. Là số tiền mà để ba của anh cuộm đi mất ý. Anh không giữ được là do anh thôi. Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gà có đòi được không? Đây sẽ là kết cục cho những thằng đàn ông phản bội chúng ta. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học đánh ghen của tôi, Mỹ Linh, chuyên gia đánh ghen. Yeah, cô giáo đỉnh quá. Nào, đầu tiên là Trà. Cô giáo nhất định phải dạy em cách trả thù nào tàn độc nhất, thốn nhất để em trả thù thằng yêu khốn nạn của em. Anh yêu của em đâu rồi? Ngoan sinh yêu của em đâu rồi? Không có ở nhà. Mình vừa được hủy lịch công tác, đang định qua nhà anh ý để tạo bất ngờ. Thế mà... Ừ.
đây không phải váy của mình. Tất cả này cũng không phải của mình mà. Đây cũng không phải đồ dưỡng da của mình. Lý do duy nhất mà có đồ dùng của phụ nữ khác xuất hiện trong phòng này chỉ có thể là... Một ba con sói này đang rùng rợn. Thế mình đi công tác dài ngày nên anh ta dẫn nhân tình về đây ở ư? Nghe mày đi, anh nghe mày ngay cho tôi. Phần này anh chết chắc với tôi rồi. Khoan, dừng lại vài giây. Chị nhớ là những lần trước chị đã nói với các em là khi các em đang ở trong một mối quan hệ yêu đương mà gặp phải biến cố gì đấy thì các em phải luôn bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để phán đoán tình hình, không được sồn sồn lên cơ mà. Vâng, cũng may là mấy hôm trước em học được bài học của chị nên lúc ấy em đã dồn nén tất cả những cái cơn máu điên của mình lại. Không được gọi ngay cho anh ta. Nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi. Nhớ lại lời cô giáo dặn. Hít thở thật sâu. Anh nên cảm ơn cô giáo của tôi đi. Nếu không nhờ cô dạy thì chắc chắn giờ này tôi đang trên đường vác lao đi tìm anh rồi đó. Alo, Honey à? À, vừa lúc nãy em gọi cho anh là để thông báo với anh là em vừa hạ cánh máy bay rồi. Vâng, thế anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà á? Thế anh gọi FaceTime cho em nghe đi, em nhớ anh yêu lắm. Sao? Anh yêu tắt điện rồi á? Anh lười bật đúng không? Thế thôi, anh yêu ngủ đi nhá. Em bắt taxi về đây. Bà áp dụng kiến thức của chị Linh dạy tốt thật đấy. Trong cái trường hợp đấy mà bình tĩnh được. Chuyện học trò của cô giáo Mỹ Linh mà đấy, làm sao có thể để cô giáo mất mặt được. Em làm tốt lắm. Như chị đã từng chia sẻ với các em rồi, nếu như không bắt được tại trận mà chỉ có bằng chứng hay là những hiện trường còn lại thì các em phải thật bình tĩnh xử lý. Vì nếu như bằng chứng không đủ mạnh thì anh ta có thể chối bay chối biến. Trong cái trường hợp của Trà ấy thì từ chối như nào được hả chị? Bởi vì á, em thấy bằng chứng rõ ràng như thế mà. Anh ta có thể nói bộ quần áo đó là của đứa em họ ở quê mới lên mà Trà chưa gặp bao giờ. Còn ba con sói thì có thể nói là đang rùng rợn với Trà nhưng lại sắp hết hạn nên anh ta định vứt đi thôi. Nhưng mà cái chuyện nói dối là đang ở nhà thì sao hả chị? Thì anh ta có thể bảo rằng anh ta nói dối Trà là vì anh ta đang đi ra ngoài để làm một điều tạo bất ngờ cho Trà. Đúng là đẳng cấp của cô giáo, kiểu gì cô cũng vặn lại được. Vì những người ngoại tình thường đầu óc nảy số rất nhanh, họ có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để che giấu sự ngoại tình của mình. Còn em thì sao Giang? Em thì em yêu cái anh này một năm rồi chị ạ. Em tính là yêu đương nghiêm túc nên là đang chuẩn bị kết hôn đấy chị. Ta da, bất ngờ chưa? Uầy, thiệp hồng trao tay đi ngay tại tháp rồi. Thì tao với cả chồng sắp cưới của tao ấy, dự đám cưới cũng mấy tháng nay rồi mà chưa mời ai đâu đấy. Thì bao giờ cưới? Thì 2 tháng nữa. Nhưng mà ấy, tao vì thân chúng mày nên là tao mời chúng mày trước ấy. Đến hôm đấy nhớ phải đến đấy nhá, không của tao giận đấy. Thôi đợi tao tí nhá, bây giờ tao ra quán luôn đây. Tao ngồi ở đây đợi đấy nhá. Ok, đến luôn nhá.
thế nhở? Lại gặp chồng yêu ở đây. Đã thế phải chia một phát bất ngờ cho anh ấy giật mình mới được. Alo. Anh đến rồi, em đến chưa? Anh đang đợi em này. Anh là cái người mà cô Quỳnh cô ấy giới thiệu để đi xem mặt đấy. Cái gì? Sao lại xem mặt? Thế là em không lưu số anh à? Anh lưu số em từ mấy hôm trước cơ. Lưu từ lâu rồi. Rồi, cứ từ từ đến nhá. Anh đợi được mà. Anh ngồi đây anh đợi. Cái gì? Chồng sắp cưới của bà lại đi xem mắt người khác á? Đúng rồi đấy. Em cứ nghĩ cái chuyện đó chỉ có ở trên phim thôi. Không ngờ em cũng gặp phải. Cái hôm đấy á, em bực mình lắm. Em tính là nhảy ra, em hỏi thẳng ông ấy rồi. Nhưng mà em nghe theo lời chị Linh, em cố kiềm chế lại. Tại vì em cũng chưa biết mặt đối tượng xem mắt của anh ta là ai. Thế hôm đấy, đối tượng xem mắt của anh ta không đến à? Không phải. Mà em cố ngồi ở đấy để em tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng mà con bạn của em ý, nó hẹn em đến để em đưa thiệp mời. Nhưng mà xong rồi là nó đi dọc đường, nó gặp tai nạn. Mà nó chả gọi được ai khác ngoài em. Thế là em phải rồi đi. Cay nhỏ, vụt mất cơ hội bắt quả tang. Cay yên tâm, nếu như các em biết bình tĩnh xử lý thì sẽ không thiếu cơ hội để bắt quả tang đâu. Tại sao ạ? Những kẻ ngoại tình thường sẽ không để lại chỉ một dấu vết đâu. Nếu như các em đã bắt đầu nghi ngờ và để ý rồi thì sẽ tìm thấy rất nhiều dấu vết khác. Các em sẽ thấy rằng bấy lâu nay mình đã quá cả tin và đã bỏ qua những dấu hiệu ấy. Đúng rồi đấy ạ. Cái thằng chồng sắp cưới của em ý, nó cứ bảo em nhắn tin vào cái phần bí mật ở trên mét ý. Nó bảo là sợ bị hack nên là nhắn tin ở đấy cho yên tâm. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bán cách đánh ghen cho từng người nhá. Chà, người yêu em có chia sẻ mật khẩu điện thoại với em không? Có chứ. Tính em hay ghen nên bắt nó phải đưa cho em cái mật khẩu. Thế nhưng mà em kiểm tra điện thoại chả có gì nghi ngờ. Em xem ở tin nhắn bình thường thì không thấy là đúng rồi. Em phải kiểm tra ở các mục tin nhắn quảng cáo, email spam hoặc là những cái tin nhắn ở trong các sàn thương mại điện tử ấy. Hoặc là ở phần tin nhắn bí mật để xem anh ta có dấu hiệu gì không. Chuẩn đấy. Cái phần tin nhắn bí mật là quan trọng đấy. Xong rồi thì bước tiếp theo mình phải làm gì hả chị? Thì em cứ nhắn tin hẹn nhân tình của anh ta đến. Rồi hôm đó chị sẽ đi đánh ghen cùng với em. Và chúng ta cùng xông vào, rồi em live stream để cho cả thiên hạ biết được bộ mặt thật của anh ta, cho anh ta xấu hổ đi. Còn Giang, em cứ bảo anh ta chuẩn bị đám cưới như bình thường, nhưng em phải dặn người nhà em là không được đặt cỗ và không được mời ai cả. Và sau đó thì em cứ thúc giục anh ta chuẩn bị của cải cho đám cưới. Kiểu như là... Em bảo anh ta mua nhẫn cho em, mua vàng cho em và mua nhà đứng tên hai đứa. Nghe nói anh ta cũng khá giả mà, đúng không? Đúng không, anh ta làm giám đốc chị ạ. Vậy thì càng phải đánh vào kinh tế. Ai bị đánh vào kinh tế mà chả đau, nhất là người làm kinh doanh. Khi anh ta bị vạch trần rồi thì anh ta sẽ vừa mất em, mất thể diện lại còn mất cả tiền nữa. Sao rồi? Đúng như chị chỉ, em đã phát hiện ra cuộc trò chuyện bí mật của hắn với bồ đấy. Hôm nay hắn còn hẹn bồ đến nhà chơi cơ. Nhưng mà em có chắc chắn là cô ta không? Em chắc chắn chứ, em dình ở dưới hầm mà. Rõ ràng là em nhìn thấy người yêu của em lôi một con bé đến. Thế là chuẩn bị hết chưa? Em chuẩn bị đầy đủ rồi. Sạc pin điện thoại để live stream rồi. Em còn cẩn thận đến mức bảo với nó ấy là em về quê để ăn dỗ cơ. Vậy thì xong rồi thôi. Mày biết mật khẩu nhà anh ta đúng không? Thôi anh, mình còn chưa cưới đâu anh. Hả? À, tôi bắt được đôi ra phụ cho phụ. Chà, Giang, sao mày lại ở đây? Sao mày lại ở đây? Mày có quen anh Lâm à? Đây là chồng sắp cưới của tao mà. Đây là người yêu tao. Thế hóa ra tao với mày.
lại nào. Không chỉ có hai em đâu, mà chị cũng chung chạn với các em đấy. Cái gì cơ? Anh Lâm không ạ? À. Anh đây. Em là Linh à? Em ngồi đi. Nhìn Linh trông xinh hơn trên ảnh nhiều đấy nhở? Anh nghe Quỳnh nói là em là làm giáo viên đúng không? Thế là em dạy trường gì? À không ạ, em chỉ mở lớp dạy riêng tại nhà thôi. Em dạy chuyên về môn tâm lý tình yêu. Hay quá này. Thế thì chắc phải am hiểu về tình yêu lắm đấy nhở? Thử thật với Linh, anh cũng đã trải qua tình trường nhiều rồi. Đối với anh, tình yêu nó vĩ mô lắm. Nên là ngay bây giờ anh cần phải có một người con gái am hiểu chính mình, có thể đồng cảm với anh, đồng hành với anh trong suốt quãng đời còn lại. Thế còn Linh, tiêu chí của Linh là gì? Tiêu chí của em thì đơn giản lắm. Chỉ cần tốt bụng, hiền lành và chính trực thôi là đủ ạ. Tình cờ và bất ngờ làm sao lại? Đấy toàn là những cái thứ mà anh có đấy. Ôi giời, trùng hợp ghê. Thế thì hay quá. Mình đã hiểu rõ nhau như thế rồi thì có thể tiến tới được chứ nhở? Cái này thì chắc là phải tìm hiểu một thời gian thì mới biết được anh ạ. Thì ý anh là thế đấy. Chứ một buổi thì làm sao mà biết được nhau như thế nào đúng không? Em cũng có nghe cô Quỳnh nói với anh. Nghe nói là anh làm giám đốc, cũng hay tổ chức mấy hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội cho nhân viên. Vì thế nên em mới chấp nhận gặp mặt đấy. Chứ bình thường em cũng ít đi xem mắt lắm. Ui giời, cái cô Quỳnh đấy, nói toàn những điều anh có. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Thế thôi. Bây giờ anh vào anh gọi nước. Rồi có gì uống nước xong thì tối mình đi ăn với nhau để tìm hiểu nhau thêm nhá. Thế Linh uống gì nhỉ? Em uống trà rượu đỏ ạ. Rượu đỏ? Đỏ như môi Linh vậy. Không thể ngờ là anh Lâm cũng là đối tượng xem mắt của cô giáo. Cái bùng binh tình ái này, ôi sao cái thế giới này lại nhỏ bé như thế. Ôi em sợ quá. Các em nghe anh nói đã, anh có biết là ba bọn em quen nhau đâu. Hóa ra là châm ngôn tình yêu của anh là yêu một lúc nhiều người cũng được, miễn là họ không biết nhau. Tình cố này, chứ mà tôi có định cưới anh đấy. Thật không để ngờ một chuyên gia đánh ghen như tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu rồi đấy. Châm ngôn sống của anh ấy, đó là chỉ một vợ một chồng, cho nên là trước khi tiến tới hôn nhân anh phải lựa chọn cho nó kỹ càng, cho nó đầy đủ được thì anh mới tiến tới hôn nhân được. Trái tim của anh đúng là trái tim big size đấy. Này này, bọn em tính làm gì đấy? Hiểu rồi. Đây, ai cũng có thần. Cất bà, được luôn ngành nghề của anh. Tới đây. Các em thả nhá. Có gì từ nói. Chuyện chó là như thế này. Chúng tôi không thể từ được. Ai sống tệ với chúng tôi bị xử luôn. Vác anh lên tận đây vất vả lắm. Chúng tôi phải làm gì cho nó bõ công chứ. Em thả em làm gì hết.
Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với series Linh kể chuyện. Hôm nay sẽ là ngày thứ hai. Mọi người đoán xem, sau khi bắt được gã sở thanh bắt cá ba tay, chị em chúng tôi sẽ làm gì? Mọi người cùng đón chờ nhá. Em ơi, không anh như thế không biết giấu mặt đi đâu được. Em ơi, em thôi mọi người nhận ra đấy. Cái thể loại sở khanh bắt cá ba tay như anh thì làm gì có liêm sỉ mà sợ chứ. Này, em làm cái gì đấy? À? Anh nghĩ bọn tôi sẽ làm gì? Này, em bọn em đánh anh cũng được. Bọn em làm gì anh cũng được. Đừng triệt làm người đàn ông của anh. Tôi chỉ định áp dụng giáo án đánh ghen của tôi đã biên soạn bao nhiêu năm qua lên anh thôi mà. Để tôi và hai học trò của tôi cho anh trải nghiệm lớp học đánh ghen của Mỹ Linh là như thế nào nhé. Dạ, ba Bích đi trước.